hãy chú ý, chú ý. Ngay sau đây là một tin mới. Hãng phim Gen 4 xin được phép trình chiếu. Lời sáu, một lời kết nối mọi người trên khắp thế giới. Chúa Giêsu vào trong một ngôi làng, dân chúng kéo theo người rất đông để được cứu chữa và được nghe lời người giảng dạy về nước trời, nơi mà tất cả mọi người đều yêu thương nhau. Chúa Giêsu đã giúp đỡ và khuyên dạy họ hãy luôn luôn biết tha thứ cho nhau, giống như Cha chúng ta trên trời. Như thế, chúng ta sẽ có ánh sáng của người hướng dẫn để không mắc sai lầm. Người nói tiếp, nếu chúng ta không biết tha thứ cho nhau, thì chúng ta sẽ giống như người mù dẫn đường cho một người mù khác. Cả hai không thấy đường và sớm hay muộn sẽ cùng nhau lao xuống hố. Trong tin mừng Thánh Luca, Chúa Giêsu nói, anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là đứng nhân từ. Lòng nhân từ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thiên Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta thường xuyên phạm lỗi lầm. Em Paulo, người Việt Nam kể lại, một hôm em cho bạn Kim mượn cục gom, nhưng khi trả lại thì cục gom bị bẻ làm hai. Bạn đã làm gì với cục gom của mình vậy? Paulo đã rất buồn, nhưng Kim đã xin lỗi và Paulo đã quyết định tha thứ, và em cảm thấy niềm vui trong tâm hồn. Ngày hôm sau, Paulo để ý thấy có một bạn bị mất cục gom. Paulo đã làm gì trong trường hợp này? Paulo đã tặng cho người bạn đó một nửa cục gom của mình. Đúng vậy, cần phải có lòng nhân từ và biết tha thứ. Nếu chúng ta giúp những người không có khả năng và biết tha thứ những khuyết điểm của họ, nếu chúng ta có lòng nhân từ, tình yêu của Chúa Giêsu sẽ chiếu tỏa trong tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta có những sáng kiến hay để giúp đỡ mọi người.